Xin chào ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay trở lại kênh Giang Family TV. Bây giờ mình sẽ làm bạch tuộc để nấu cho buổi tối nay đây ông bà, cô chú, anh chị. Anh Giang ảnh rất là thích ăn cái con bạch tuộc này này. Nhưng mà cái con nhỏ này thì mình làm được chứ con to là mình thấy mình sợ lắm. Đó, bây giờ mình rửa qua một nước. Mình sợ cái rau bạch tuộc này nó hít vào cái tay á. Cái mình mang cái bao vào mình rửa đó. Sau khi mình rửa qua một nước thì mình sẽ cho bột mì vào mình bóp. Bột mì nó giúp cho cái bạch tuộc nó ra cái nhớt á, sẽ rất là sạch. Đây, mình bóp thật là kỹ. Bóp khoảng 3 phút á. Tiếp theo thì mình sẽ rửa lại với nước cho nó sạch cái bột mì này đi. Có nhiều cái bột mì nó vón cục cục lại á. Mình phải rửa 3 nước nó mới sạch cái bột mì này đi đó. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ làm ruột. Đây, mình sẽ cắt đôi cái bột nó ra này. Xong rồi mình lấy hết cái ruột ở trong này ra. Với lại có cái túi mực màu đen nữa, coi chừng nó bể ra là nó đen thui á. Xong thì mình sẽ cắt ngang ra để mình lấy cái phần thân này. Và cái đầu này thì mình cũng cắt ngang cái con mắt luôn. Mình vứt cái đầu với cái con mắt đi, mình chỉ lấy cái rau lại thôi. Sau khi làm xong thì mình sẽ rửa lại và mình cho muối vào mình bóp tiếp. Bóp muối nó mới sạch, chứ lúc nãy bóp bột mì là mới sạch nhớt thôi. Đây, mình bóp khoảng 3 phút nữa đó. Mình làm kỹ như vậy để cho nó khỏi tanh hôi á. Sau khi bóp muối xong thì mình sẽ rửa lại với nước. Rửa thật sạch chứ không nó sót muối lại là nó mặn lắm đâu bà cô chú anh chị. Đây, mình tiếp tục bóp cho nó ra muối này. Mình rửa cái con này á, mình sợ cái rau nó dính dính vào tay á. Xong rồi, bây giờ mình sẽ để cho nó ráo nước. Đây, đã sạch sẽ, trắng tinh tươm như ngọc trinh. Đây là giá đậu nành mình cũng rửa sạch luôn rồi. Ở đây mình cũng có một nồi đậu phộng nè. Thì mình sẽ luộc để tối nay ăn cùng luôn. Đây ông bà cô chú anh chị, mình bỏ giá xuống dưới, cái mình bỏ bạch tuộc lên trên nè. Cái mình đậy nắp lại. Mình sẽ bật lửa nấu trong vòng 5 phút. Đây là bánh gạo, mình sẽ cho bánh gạo vào luôn. Bánh gạo này là bánh gạo tươi á, chứ không phải bánh gạo khô. Okay. Xong, bây giờ cái giá nó đã xìu xuống rồi. Để mình bật. Bây giờ mình mở nắp ra, mình sẽ cho xì dầu vào. À đây đây, để mẹ lấy một muỗng này. Cho tao đâu. 2 3 Ginger, ai giờ garlic. Đây là ginger. À, gừng, gừng ngâm đường. Đây mình đã cho tỏi và cho tương ớt vào. Bây giờ mình cho ớt bột vào. Bây giờ là mình trộn đều lên nè. Xong rồi mình nấu cho đến khi bạch tuộc nó chín vừa là được. Mà mình thấy bạch tuộc phải nấu lâu lâu á là nó sẽ giòn hơn, chứ còn nấu chín vừa là nó dai đó. Đây, chín rồi đây ông bà cô chú anh chị nè. Đó.
Yeshua. Hana tu se Yesunim amen. Kamsahamnida. Xin mời ông bà cô chú anh chị em và các bạn cùng ăn tối với gia đình nhà Giang. Xin mời. Xin mời. Đây tối nay mình ăn bạch tuộc xào giá đậu nành với bánh gạo và đậu luộc. 오늘은 콩나물 볶음이에요. 콩나물 쭈꾸미 볶음 맛있어요. 엄마, I love you. 엄마, do day. 엄마, one day 쌈 rồi. 쭈꾸미에요. 베트남, 베트남 쭈꾸미. I love you. Rất là ngon luôn bảo chú anh chị. Thành công. Đợt vừa rồi ông bảo chú anh chị nhớ cái video mà làm cái món này bị thất bại đó. Mặn quá mặn luôn á. Mà lần này là không mặn. Làm thì lâu nhiều. Mà nấu thì nó teo còn có chút xíu. Octopus. Octopus. Octopus nào bác? Mẹ lấy cho. Mẹ Thiêu cũng thích ăn bạch tuộc. Mình làm cho nó hết cả. Baby octopus. Baby octopus. Baby octopus. Khi cô na xe lô, xe xô cô găng là tâm đi ta ta lô 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 lô. Số khi ca lô, số xa lô, số xì hà xe lô. U mô sư mươi hà ta ca ngô cử lâm đi ta. Every morning, when you go to kindergarten, I teach him. Emma. Hiong Ha. Hiong Ha. Matthew. 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 One world room, Gucci야. Two world room, Kenna. Papa. Tell me how to eat it. Papa, tell me how to eat it. 맞아요. 모, 하이, 모, 하이, 바. 봄. 남. 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 못. 하이. 바. 봄. 남. 남. 오. 했죠. 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 콩나물 뭐예요? I like now. Now? Đây ông bà cô chú anh chị. Anh Giang thích ăn cái giá này tiếp kia. Anh bỏ vào anh xào tiếp nè. Thêm một quả giá nữa. Okay.
cay quá. Cay quá. Anh già anh đút quả ớt luôn. Tay dễ sợ. Thôi nhé, để chơi xin. No, no, it's okay. No, no, không còn. Octopus, nè. Endless love, bravo. Hả? Nghe 보세요. 왜 누? 아, 강이. 어. Nhà mình ăn tối xong rồi bây giờ đi ra shop đây. Anh Giang sẽ đi làm MC. Go! I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this fame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight. Never stopped, never changed. All the squad here to play. And I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. Won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build on so never counted stakes. I won't stop till I hear him say. Bà cô chú anh chị ơi, mình về nhà rồi, mình mua được một ít đồ ăn nè để ăn giao thừa. Đấy. Đó, sắp xếp. 1 2 3 4. Gà. Chuối. Cái giấy. Cái giấy. Mà cái này để làm gì? Cái này để chấm ăn. Wow. Wow. À, cái đầu này nè, con chấm đầu này nè. À. Để mẹ lấy cái gì để mẹ hứng không? Công gia hùng và hợp ứng với cái khả năng của mình. Đây rồi. Happy New Year! Happy New Year! Ta 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 joy, ta 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 joy, ta 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 joy, ta ta chào đi mọi người. Ta 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 joy, ta 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 joy, ta 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 joy, ta ta chào đi mọi người.